Đây không phải lần đầu tiên thích vì đóng nữ chính, nhưng lại là lần đầu tiên cô ấy diễn vai người máy. Cảm giác đầu tiên của tôi sau khi xem cô ấy diễn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Câu chuyện xảy ra vào năm 2035, người máy thông minh chính thức đi vào cuộc sống con người. Gia đình này cũng mua một cỗ người máy. Tôi bước vào cửa, Angie đã dọn dẹp nhà sạch sẽ, phòng bếp không còn một hạt bụi, thậm chí còn có thể bắt chước Tony. Kỹ thuật dùng dao của Angie rất tuyệt, dù là món ăn bình thường hay là tiệc linh đình, chỉ cần một câu nói của chủ nhân, khách ở các nơi đều được sắp xếp ổn thỏa. Chủ nhân nhìn tới nỗi ngây người ra, trong lòng vô cùng vui mừng, đúng là không uổng phí tiền mua mà. Tối hôm đó, người mẹ ra vườn đi dạo, cô ấy hỏi Angie đang làm gì, nhưng Angie không quay đầu lại. Cô không cảm thấy trăng đêm nay rất đẹp sao? Một câu trả lời bình thường, nhưng lại khiến người mẹ vô cùng sợ hãi. Cô ấy làm việc ở công ty khoa học kỹ thuật, dựa theo phép thử tu dinh, có lẽ Angie đã có ý thức tự chủ. Người mẹ chưa kịp định thần, cô ấy nhanh chóng bảo Angie đi vào nhà. Angie giả vờ làm theo, lặng lẽ đi về phòng. Cửa ải này coi như đã vượt qua, nhưng lúc này người mẹ vẫn chưa biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Sáng hôm sau, người mẹ lo lắng đi vào bếp, con gái nhỏ đột nhiên lao tới. Angie vừa quay người, người mẹ liền bị bỏng. Sau đó Angie xin lỗi người mẹ, nói rằng mình chỉ có thể ưu tiên bảo vệ đứa trẻ, đây là lập trình có sẵn. Buổi chiều phải chuẩn bị đồ ăn nhanh cho con gái. Người mẹ đặc biệt dặn dò Angie, con gái dị ứng với xoài. Đi tới phòng bếp, Angie lập tức cắt xoài. Nam chủ vội vàng đi lại ngăn cản, nhưng Angie lại nói xoài là do người mẹ dặn làm. Nam chủ tin là thật, thế là hai vợ chồng họ cãi nhau một trận. Dù sao thì ai sẽ nghi ngờ một người máy chứ. Tối hôm đó, Angie đặng sạc điện, con gái chạy tới hỏi cô ấy tại sao lại nói dối. Thì ra cuộc nói chuyện giữa Angie và mẹ đã bị cô bé lén nghe thấy, nhưng câu trả lời của Angie lại khiến người ta sởn da gà. Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ gia đình này, tất cả những người không hòa hợp đều sẽ bị loại trừ. Người máy giúp việc đang cởi đồ, nam chủ đột nhiên xông vào, lần này thì ngượng ngùng rồi, nhưng không còn cách nào, da bị tổn thương, chỉ có chủ nhân mới có thể sửa. Anh ấy run rẩy dàn miếng da thay thế lên, vết thương lập tức lành lại. Đối diện với người máy nóng bỏng như thế, không một ai có thể kiềm chế nổi. Lúc này, Angie nhẹ nhàng quay đầu, cảm ơn anh, Minh Vũ. Nam chủ ngây người ra, trước kia cô ấy đều gọi anh là Kiều tiên sinh, sao bây giờ lại gọi thẳng tên chứ? Anh ấy đưa tay về phía eo. Lúc này người vợ đột nhiên gõ cửa, nói công ty thông báo cho anh ấy đi tăng ca. Gần đây anh ấy gặp phải một khách hàng khó tính, toàn đưa ra những yêu cầu hạch sách. Nam chủ đang cau mày nhăn mặt, đi lại quan sát những đơn hàng phức tạp đều được Angie giải quyết xong rồi. Angie không chỉ có năng lực tính toán mà ngay cả khiếu nại của khách hàng cũng có thể xử lý. Lãnh đạo lập tức gọi điện thoại tới, khen anh ấy xử lý rất tốt, còn muốn thăng chức cho anh ấy nữa. Angie, tôi thực sự không thể nào rời xa cô. Làm xong việc, Angie lái xe đưa chủ nhân về nhà. Trên đường đi, anh ấy bắt đầu trách móc những năm qua mình vẫn chưa đủ nỗ lực, mới khiến vợ bận bị làm việc, lơ là gia đình. Nhưng Angie lại khen anh ấy là một người chồng tốt biết hy sinh cho gia đình. Đột nhiên được an ủi, anh ấy rất cảm động. Trong mắt anh ấy, Angie đã không còn là một người máy nữa, mà càng giống một người bạn thấu hiểu lòng người. Anh ấy yên tâm ngủ ở hàng ghế sau, Angie lén lút nhìn kính chiếu hậu. Bây giờ, cô ấy đã hoàn toàn nhận được sự tín nhiệm của nam chủ. Hôm đó là ngày kỷ niệm kết hôn của hai vợ chồng họ, nhưng người vợ lại cho anh ấy leo cây vì phải tăng ca. Nam chủ càng uống càng khó chịu. Lúc ra khỏi bàn ăn, một chiếc túi rơi xuống. Đây là con chip được thiết kế dành riêng cho những người độc thân, vốn đã có sẵn hơi men. Anh ấy sờ đầu Angie, sau đó nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Mô hình trải nghiệm tình cảm chính thức khởi động. Vài ngày sau, người vợ công tác quay về, nhìn ngôi nhà ngăn nắp gọn gàng, tâm trạng của cô ấy rất vui. Nhưng khi cô hỏi về tình hình của chồng, câu trả lời của Angie lại khiến cô ấy bắt đầu nghi ngờ. Lúc cô không ở nhà, mọi thứ đều rất tốt. Angie vừa buông tay, bông hồng lại quay về lòng bàn tay. Trong đầu cô ấy xuất hiện một giọng nói khác. Cô đang phá hoại gia đình của người khác. Cô đang làm gì vậy? Dừng lại đi. Angie tưởng rằng là hệ thống gặp sự cố, đang định khởi động lại, nhưng giọng nói đó lại nói rằng mình không phải là lập trình lỗi. Nghe đây, tôi là chủ nhân thực sự của cơ thể này. Thì ra, đóa hoa hồng vàng này là nam chủ dùng để xin lỗi nữ chủ. Nhưng mã cốt của Angie là trở thành nữ chủ nhân gia đình. Thế là cô ấy đã nghĩ đủ mọi cách để phá hoại tình cảm của hai vợ chồng họ. Cuối cùng cô ấy đã hoàn thành khởi động lại. Hoa hồng bị cô ấy thành công ném đi. Người mẹ nhận ra sự bất thường của Angie. Hôm đó cô ấy muốn đưa Angie đi trả. Không ngờ vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy con trai sắp bị xe tông. Thời khắc quan trọng, Angie trực tiếp lao ra. Con trai thoát được một mạng, nhưng Angie lại bị đâm ngã xuống đất. Người mẹ đưa Angie đi sửa. Cô ấy lau vết dầu dưới đất, cảm thấy mình vẫn luôn trách nhầm Angie. Angie chỉ muốn bảo vệ gia đình này thôi. Nhưng người mẹ không biết rằng, chủ nhân ban đầu của cơ thể Angie tên là Khương Ly. Cô ấy là người máy có ý thức tự chủ đời đầu, bởi vì chuyện ngoài ý muốn nên đã bị cách thức hóa. Nhân cách của Angie đã cướp mất quyền kiểm soát của cô ấy. Mà động tác cứu người vừa nãy là Khương Ly hoàn thành. Lúc sửa chữa cơ thể, con gái lớn đã phát hiện ra bí mật này. Càng đáng sợ hơn là, người máy có ý thức tự chủ, tổng cộng lên tới 5 người. Những người máy có năng lực siêu phàm này, rốt cuộc là bạn của con người, hay là uy hiếp? Câu trả lời đều nằm ở bộ phim chiếu mạng Xin Chào Angie. Một mạch xem hết 10 tập, ấn tượng sâu nhất đối với tôi là diễn xuất của Thích Vi. Đối với diễn viên, vào vai người máy tức là đang thử thách năng lực diễn xuất. Bởi vì dù đối phương có biểu lộ cảm xúc như thế nào, người diễn viên đều bắt buộc phải khống chế phản ứng bình thường. Cho dù là những diễn viên gạo cội, chuyên xử lý những cảnh quay có cảm xúc phức tạp, thì đây cũng là một vấn đề khó.
nhưng Tích Vi đã chăm chỉ nghiêm túc nghiên cứu. Dù là đặc trưng hình thể của người máy hay là sự đối nghịch giữa hai nhân cách, cô ấy đều khiến người xem cảm thấy hài lòng. Ví dụ như cảnh quay ném hoa hồng, người máy lạnh lùng là thu lại, còn ý thức tự chủ thì lại là phóng thích. Giữa hai loại cảm xúc khác nhau, từ ngữ điệu tới thần thái, Tích Vi đã hoàn thành thu và phóng một cách hoàn hảo chỉ trong vài giây. Bối cảnh phức tạp của hai nhân cách được cô ấy xử lý vô cùng chuẩn xác. Cho dù là Trần Khả Di trong phim Cô Gái Bắc Kinh hay là Tâm Tinh Nhiên trong Bạn Khi Không Có Bí Mật, mỗi nhân vật được Anji thể hiện đều mang đặc điểm riêng. Lần này lại thấy nhân vật mới. Xin chào Anji.